làm nhà. Sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong rung con xin được thành kính chân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng chuyển tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tùng thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên chúng con xin nổi hướng đến các vị hôn thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh và nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, ngũ ngầm, nơi tâm. Nam mô Phut-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sẵn-tha-ya. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới. Dạ, thay mặt đại chúng trong rung con xin được thành kính cung thỉnh lại đức tề đức từ bi hoan hỷ ôn lại bài kinh pháp cú số 195 ạ. Dạ, không biết đại đức có trước, đại đức có chiếc máy không, con xin là cung thỉnh đại đức ạ. Dạ, thấy đại đức có tín hiệu. Dạ, xin con xin được cung thỉnh đại đức ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được ôn bài kinh Pháp Cú câu số 195. Pucha ra hề pu cha gia tô Phật thề giác đi quá xa quá kê. Bát bằng cha sa ma tích càng tề tình na sô cáp pa ri tình na tình na sô cáp pa ri đa quê cúng dường bậc đáng cúng chư Phật hoặc đệ tử các bậc vượt ý vượt hí luận đoạn diệt mọi sầu bi, là bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu. Xứng thay bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn, quý ngài an tĩnh lục căn vượt qua hí luận tham sân não phiền, vô vi vô ý tịch nhiên cúng dường như vậy vô biên phước màu, là bản dịch phạm phổ thơ của ngài hòa thượng Giới Đức. Dạ, con xin kệ. Pu cha ra he pu cha gian tô pu te ya di wa sa wa ke pa pang cha sa ma tik kang te tin na so ka pa re da we. Pu cha ra he pu cha ya tô pu te ya di sa wa wa sa wa ke pa pang cha sa ma tik kang te tình na so ka pa re da we. Pu cha ra he pu cha ya to pu te ya di sa wa ke pa pang cha sa ma tik kang te tình na so ka pa re da we. Dạ, con xin hát. Kính mời cô Rạng Đông tiếp theo. Sa thủ làm thai, con thành kính tri ân đại đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 195. Pucharahe Pucayato Uthe yadi wasa wake ba pan cha sa matik kan te tin na so kaparit da we. Puchara he puchaya to uthe yadi wasa wake ba pan cha sa matik kan te tin na so kaparit da we. Puchara he puchaya to bố thề gia đi quá xa quá kỳ ba bằng cha sa ma tích cầm tề
tình na sô ca pa ri đa quê. Cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc dược khí luận, đoạn diệt mọi sầu bi. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pura Puchara he Puchaya to Puta he Yadivasa wake Pabanja samatik kante Tinnaso kaparita we. Xứng thai bậc đáng cúng dường, Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn, quý ngài an tĩnh lục căn, vượt qua hí luận tham sân nạp phiền, vô di vô quý tịch nhiên, cúng dường như vậy vô biên phước màu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sức Trạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sân Kha Giả. Con kính định lễ Đức Phật, con kính định lễ Giáo Pháp, con kính định lễ Đức Tăng, con kính định lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 195. Pu Cha Há Rá Hê Pu Cha Giá Tô Bút Thê Giá Đí Quá Sa Quá Kê Pá Pan Chá Sá Má Tít Can Tê Tin Ná Sô Cá Pá Rí Đá Quê Bù Chà Rá Hề Bù Chá Giá Tô Bút Thê Giá Đí Quá Sa Quá Kê Pá Pan Chá Sá Á Tít Can Tê Tin Ná Sô Cá Pá Rí Đá Quê Bù Chà Rá Hề Bù Chá Giá Tô Bút Thê Giá Đí Quá Xa Quá Kê Pá Văn Chá Xá Má Tít Căn Tê Tin Ná Sô Cá Pá Rít Đá Quê Cúng dường bậc đáng cúng dường Chư Phật hoặc đệ tử Các bậc vượt hí luận Đoạn diệt mọi sầu bi Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu Xứng thai bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn quý ngài an tĩnh lục căn vượt qua hí luận tham sân não điền vô vi vô ý tịch nhiên cúng dường như vậy vô biên phước màu bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và Cẩm Vân đã ôn bài xong mến mời bằng tay của Sĩ Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đặng Đông và chị Quang Thanh cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 195 mà. Bù cha ra hê, bù cha giá tố, bút thê gia đi, hoài xa hoa kê, bà băng cha xa, mà tích căng tê, tí na sô ca, bà rích đa quê. Bù ba ra hê, bù cha giá tố, bút thê gia đi, hoài xa hoa kê. Bà băng ta xa mà tích căng tế tiếng nao ô ca bà rịch đăng cúng dường bậc đáng cúng dường chư Phật hoặc đệ tử các Phật dự khí luận đoạn diệt mọi sầu bi đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu xứng thai bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn quý ngài an tĩnh lục căn vừa qua hí luận tham sân não phiền vô di vô quý tịch nhiên cúng dường như vậy vô biên phước mừng đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thế Đức và con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn và cảm ơn Quỳnh Vatsana đã bốc bài và xin gửi mít lại cho Sức Phi Na.
con kính cảm ơn cô. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô trư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 195. Pu cha ra hê pu cha ya tu bun thê ya ti wa sa wa kê pa pan cha sa ma tích khan tê tình na so ka parin da we. Cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt hí luận, đoạn diệt mọi sầu bi của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pu cha ra hê pu cha ya tu bun thê ya ti wa sa wa kê pa pan cha sa ma tin khan tê tin na su ka pa rin da we pu cha ra hê pu cha ya tu bun thê ya ti wa sa wa kê pa pan cha sa ma tin khan tê tin na su ka pa rin da we. Xứng thay Phật đản cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn, quý ngài an tĩnh lục căn, vượt qua hí luận tham sân não phiền, vô vi vô ý tịch nhiên, cúng dường như vậy vô biên phước màu của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Dạ, con cảm ơn cô Tạng Đông và cô Trần Đạo cho con nghe tín hiệu. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và Đại Đức Tuệ Nhẫn và chư quý chư tăng diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Và con xin đọc bài và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 195. Cảm ơn chú Vát Thà Ná đã bắt bài. Bù bù cha ra hề bù cha ra tổ bút thề ra đi ra đi qua xà qua kề bà bành cha sa ma tít can tề tin na sô ca ba rít đa quê bù cha ra hề bù cha ra tổ bút thề ra đi qua xà qua kề bà bành cha sa ma tít can tề tin na sô ca ba rít đa quê. Cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt lý luận, đoạn diệt mọi sầu bi. Đấy của bài dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bù cha ra hê, bù cha ra tô, bụt thế ra đi, xà qua qua kê. Bà cha xa mà thi can tê, na so ca ba rít đa quê bù cha ra hê bù cha ra tô bù thê ra đi qua xa qua kê bà bánh cha xa mà tin can tê tin na so ca ba rít đa quê. Xứng thay bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn, quý ngài an tịnh lục căn, vượt qua lý luận tham sân não phiền, vô vi vô úy tịnh nhiên, cúng dường như vậy vô biên phước màu. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong. Con xin kính mời chú Vát Thà Ná. Sa thu lành thay con thành. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sẵn Kha Ya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Chính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room
Con xin được kể kinh pháp cú số 195. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Pucharahe pucharyato buddheya divasavake apancha samatikante tinnasoka paritave. Pucharahe pucharyato buddheya divasavake pancha samati kante tinna soka paridave. Pucharahe pucayato buddhe yadi vasavake papancha samati kante tinna soka paridave. Pucharahe pucayato buddhe yadi vasavake papancha samati kante tinna soka paridave. Cúng dường bậc đáng cúng chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt hí luận, đoạn diệt mọi sầu bi. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Xứng thay bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn, quý Ngài an tĩnh lục căn, vượt qua hí luận tham sân não phiền, vô vi vô ý tịch nhiên, cúng dường như vậy vô biên phước màu. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin được dùng mic. Kính chào cô tư nữ Như Pháp vừa vào đại tràng, và kính mời cô cầm mic luôn ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Bát Thanh Á. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Săn Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tệ Nhẫn, Đại Đức Tệ Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Như Pháp kính chào Vinh Quá Thanh ạ. Mến chào cô Trần Đạo, mến chào Thi An Lạc. Cảm ơn Thi Na. Kính chào Buôn Bỏ. Mến chào cô Sạng Đông, mến chào cô Cẩm Vân, kính chào Huyền Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào ai kêu em đó. Dạ, con kính tri ân sư. Mến chào Trang Thư, kính chào Thi Na, mến chào Quang Thanh. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, hôm nay thì có được cô Trần Đạo Thi Na vào đạo tràng để ôn bài, thì cũng lại không có Pháp Hùng Lào Cai, còn thiếu ai nữa. Hồi hôm qua Như Pháp đọc ba lần, kể ba lần để chờ Thi Na và Thích Trần Đạo, thì không thấy vào. Tới lúc mà Như Pháp thỉnh Pháp Sư thì thấy hai vị vào nên rất là tiếc. Dạ, hôm nay thì vào sớm. Dạ, bây giờ thì con xin được ôn bài câu pháp của kinh sử 195. Dạ, cảm ơn Minh Quá Thanh Á cho bài học. Pucharahe pucayato buddhe yadivasavake papancha samattikante tinnasoka paridhave. Cúng dường bậc đáng cúng chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt hí luận, đoạn diệt mọi sầu bi. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bù cha ra hê, bù cha ya tôm, bù thê ya đi, và xa qua kê. Bà bệnh cha xa, mà tinh khánh tê, tinh na sô ca, bà rít đa quê. Bù cha ra hê, bù cha ya tôm, bù thê ya đi,
quà xa quá kề bà bánh cha xa mà tích khánh tế tịnh nào ca bà rít đa quê xứng thai bậc tảng cung dường thể tôn môn đệ các hàng thính văn vĩ ngài an tịnh lực căn vượt qua hí luận tham sân não phiền vô vi vô ý tịch nhiên cúng dường như vậy vô biên phước màu. Cả đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin phép được thỉnh pháp sư sớm để từ bạn sớm một chút nha. Dạ, tại lúc này đổi giờ nên chúng con phải và mình rồi mình chia hơi sớm một chút. Dạ, kính mong đại đức đại nhẫn hoan hỷ cho con. Dạ, bây giờ dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức đại đức đại từ bi hoan hỷ chuyên phong ôn bài pháp của kinh 195. Như pháp kính cảm ơn huynh Quách Thanh Á, cô Trần Đạo, cô Sạn Đông, cô Cẩm Vân, Chích Thi Na và Quang Thanh đã hoan hỷ ôn bài pháp của kinh số 195. Và kính chào anh chị Phan Quang Liêm về vào đạo tràng. Và bây giờ thì Như pháp kính mời đạo tràng cùng với Như pháp đáng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức đại nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Cảm ơn huynh Quách Thanh đã cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambut Tha Sa, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Vận ngầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, viết lòng mở đạo dạy đời, nhâm phường lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trận Như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hà giáp vẹn tròn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn đâu năm. Cả tam giới thừa ân phù cập, ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tự nhận từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con học được học từ vựng như sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 196. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con cũng cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, con cung kính đảnh lễ thường tọa minh hạnh, kính lễ đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức tăng. Hôm nay chúng ta này tiếp tục một bài học. Trước khi vào bài học, chúng ta hãy quay về với khoảnh khắc này. Mọi thứ đã đều đi qua rồi, ở đây cũng không còn không có ai cả. Nghe là một pháp, cái được nghe là một pháp. Và cái nghe chỉ nghe cái âm thanh này thôi. Cái nghe của ngày hôm qua không còn nữa, không nghe âm thanh này được nữa, chúng đã diệt đi hoàn toàn. Cái thấy cũng lại thấy đối tượng thị giác ở ngay đây thôi. Như vậy thì các pháp nó luôn luôn đang hiện hữu ở đây,
nhưng mà trí tuệ quá ít ỏi nên là chúng ta không xuyên thấu vào sự thật của chúng được. Thực tế thì không có một con người hay không có một ai cả, mà chỉ có những cái pháp hữu vi này đang sanh khởi và hoại diệt liên tục, không có sự ngừng nghỉ. Thế giới chỉ khi cái thấy sanh khởi thì thế giới sanh khởi. Như vậy cái thấy diệt đi thì thế giới đó diệt đi. Như vậy thì cái thấy rất là ngắn ngủi và thế giới của chúng vô cùng ngắn ngủi, chỉ một sát na. Và cái thấy khác lại là một thế giới khác nữa thôi. Và tất cả những đối tượng thị giác ở trên đời này, chúng không phải là đàn ông, đàn bà, không phải là con người, không phải là một chúng sanh nào cả. Chúng chỉ là một pháp vô tri. Bất cứ khi nào mà chúng ta nhận diện ra được cái thấy và cái được thấy, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu được lời Phật dạy. Và các pháp thì chúng luôn luôn hiện khởi ở đây và không có sự hiểu biết về chúng. Khi nào có sự hiểu biết về chúng thì đó là sự giác ngộ. Không có ai giác ngộ cả, chỉ có trí tuệ. Như vậy trí tuệ phát triển cái con đường ra khỏi sanh tử luân hồi. Vô minh và tham ái chúng cũng phát triển theo đường lối riêng của chúng. Chúng cũng do duyên và chúng phát triển con đường sanh tử của chúng. Không có một ai ở trên đời này và không có cái gì kiểm soát được cả. Tất cả pháp hữu vi là vô ngã là vậy. Thấy là vô ngã, nghe là vô ngã. Đối tượng thị giác hiện khởi như nào đều là vô ngã, do duyên. Âm thanh, mùi, vị, hôm nay chúng ta được xúc chạm như thế nào, tất cả đều do duyên của chúng. Nhưng là thật khổ thay khi mà cái cứng, cái mềm không được nhận biết và chúng đã trở thành những thứ gì đó mà chúng ta cho rằng vô cùng cao quý hay là vô cùng đau khổ, làm cho chúng ta đau khổ. Nhưng thực tế chúng rất đơn giản, chúng chỉ là những cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. Chúng hoàn toàn không biết gì cả. Chúng không làm cho ai đau khổ hết, bởi vì chúng có là ai đâu. Âm thanh không làm cho ai đau khổ hết. Màu không làm cho ai đau khổ, mùi không làm cho ai đau khổ. Nhưng mà bản chất của chúng là hữu vi. Như vậy thì cái thấy cũng không có tham, sân, si. Cái thấy cũng không làm được bất cứ một điều gì ngoài thấy đối tượng thị giác. Cái nghe chúng cũng không làm được tham hay sân, si, chúng chỉ nghe âm thanh. Cái ngửi cũng chỉ làm mỗi việc ngửi. Cái nếm cũng chỉ làm mỗi việc nếm. Và hàng ngày các cái pháp này luôn luôn sanh khởi, nhưng mà tâm trí của chúng ta thì chạy theo những câu chuyện và chúng suy nghĩ quá nhiều, và hầu như là chúng ta quên mất những cái pháp này. Như vậy cuộc đời của chúng ta sinh ra trong vô minh và rồi chết đi trong vô minh đã rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi. May mắn thay cho chúng ta là Đức Phật ra đời đã chỉ cho chúng ta thấy được thật sự những cái pháp này chúng không có bản ngã và chúng luôn luôn sanh diệt. Chúng không là ai cả. Như vậy thì pháp ở khắp mọi nơi. Pháp ở khắp mọi nơi. Bây giờ chúng ta đang nghĩ đến chiến tranh, đang nghĩ đến sự đau khổ của dân Ukraine hay là này kia cả một ngày. Nhưng mà chúng ta có biết được rằng các pháp đang hiện khởi bây giờ là gì hay không? Thì chúng ta cần phải tỉnh thức. Như vậy thì hàng ngày chúng ta sống từ sáng đến chiều chỉ chìm trong vô minh, và luôn luôn chúng ta quên, đó là quên pháp khi chúng có mặt. Chúng ta để ý rằng là chúng ta quên pháp suốt cả ngày. May thay là chúng ta còn được nghe chánh pháp của Đức Phật, thì tâm trí của chúng ta dần dần sẽ thấy ra được
những cái gì trong đời sống hàng ngày mà đang quay cuồng, chúng ta sẽ nhận ra chúng thật là vô nghĩa. Chỉ là có chút sắc, chút màu, chút mùi, chút vị, chút cứng, chút mềm của những tứ đại này hay tứ đại kia, vô tri vô giác, và đời nhóm họp lên những nhóm này, nhóm kia, rồi nuôi dưỡng tham ái sân si ở chỗ này, chỗ kia, và rồi già bệnh, đau chết, sầu khổ, tạo những cái ác nghiệp, và để rồi sanh tử chậm rưng theo một cái lối mòn rất là vô nghĩa. Đường thánh đạo tám ngàn, con đường tứ thánh đế mà Đức Phật dạy cho chúng ta, Ngài đã đem ánh sáng vào trong bóng tối, chỉ cho chúng ta thấy được các cái pháp này không đáng để chấp thủ chúng, bởi vì bản chất của chúng là vô thường. Chúng sanh ra trong vô thường, chúng hủy diệt trong vô thường, chúng sanh ra trong đau khổ và chúng hủy diệt trong đau khổ, chúng sanh ra trong vô ngã và chúng, vậy mà chúng ta luôn luôn chấp chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Nhưng mà thử hỏi không có con mắt thì cái thấy có sanh khởi được không? Chắc chắn là không. Không có đối tượng thị giác thì cái thấy cũng không sanh khởi được. Không có nghiệp thì cái thấy cũng không thể sanh khởi được. Như vậy để cho chúng ta thấy, chỉ cần một cái thấy thôi, nó đã có hàng bao nhiêu cái pháp đi theo chúng. Như vậy thì không có cái gì là tôi, là tự ngã của tôi cả. Và hàng ngày thì chúng ta chỉ đùa chơi với những tứ đại, và chúng ta dệt lên những câu chuyện, và chúng ta cho chúng là cái gì rất quý báu, hay là cái gì rất thù ghét, là cái gì đó. Nhưng mà về thì chúng đi theo đường lối của chúng, phải không? Như vậy thì hàng ngày chúng ta chỉ có, mỗi người chỉ có một chút tứ đại để chơi từ sáng đến chiều. Trẻ thì chơi theo những cái tứ đại của trẻ, già thì chơi theo những cái tứ đại của già. Và cứ như thế, chúng ta già chết, và rồi lại sanh đi sanh lại. Chúng ta mà sanh cái gì sanh ra cũng lại cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm. Cứ như vậy sanh ra, tiếp nối. Và từ cái thấy đó, xúc lại duyên cho thọ, thọ lại duyên cho ái, ái lại duyên cho thủ, thủ lại duyên cho hữu, hữu lại duyên cho sanh. Và rồi sanh cứ tiếp tục duyên cho già chết, tiếp nối từ đời này qua đời khác. Và đời nào cái kết cục của nó cũng là vô nghĩa, cũng là khổ đau, cũng là lang bạc, và cũng là mất tích một cách vô vọng. Và đời nào chúng ta cũng dựng lên những cái tham ái cho đời sau, mong tôi được như thế này, tôi được như thế kia, nhưng mà kết cục của nó chỉ là đất, chỉ là đất và sự hủy hoại, không còn gì nữa cả. Vậy thì chúng ta, Đức Phật đã thấy những pháp hữu vi này quả thật là khổ như vậy. Do đó mà cái con đường bát chánh, cái con đường tỉnh thức ly tham này, và Ngài đã khám phá ra được trong cái chân lý đó, để chấm dứt cái vòng sanh tử luân hồi khổ đau này. Và chúng ta cần phải được nghe và được tìm hiểu sâu sắc từng lời dạy của Đức Phật một cách hết sức thiết thực vào trong đời sống, để mà cái ánh sáng trí tuệ soi rọi vào trong cái thân tâm này, để thấy, và để thấy pháp, để mà thoát khỏi những cái sự kiềm tỏa của vô minh, của ái dục, của tham ái, của chấp thủ. Với những cái thứ này, chúng ta lầm tưởng là con người là cái gì đó rất là đẹp, nhà lầu, xe hơi, nhưng về bản chất của chúng thì chúng chỉ là tứ đại thôi. Bây giờ thì chúng ta hãy học bài kinh số 196. Trước khi học bài kinh, chúng con xin đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, thành kính đảnh lễ ơn Đức Pháp Bảo.
Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Những ai có niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp một cách đúng đắn, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt khỏi sự tái sanh. Chúng con xin nhiên tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn đức Tăng Bảo, Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm trong vòng sanh ở phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có duyên lành cúng dường đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu ba la mật, hiểu ngộ được tứ thánh đế và chấm dứt sanh tử luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ơn đức Tam Bảo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, tất cả chư thiên, nhất là Đức Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, A Tu La, Diêm Chúa, và nhất là phước báo này kính chia đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này và tiến tu trong giáo pháp của Đức Phật, ngõ hầu thật nhiều người được thọ hưởng ánh sáng của giáo pháp và được giác ngộ niết bàn, chấm dứt vòng sanh tử luân hồi khổ đau. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con xin đọc bài kệ này một lần. Tê ta đi xê phú cha giác tô nít phú tê ác cú tô phát dê nát sắc ca vũ nhân săn khắc tung ít mê tác mi tít kê nát chi. Đối với người đang cúng dường đến các bậc có đức hạnh ấy đã chứng được niết bàn, không còn nỗi sợ hãi, không có thể ước lượng được phước báo của người ấy là chừng này, bởi bất cứ ai. Cái từ T ở đây là cái từ tá, nó là một cái đại từ. Ở đây chia theo đối cách số nhiều là các bậc ấy. Các bậc ấy là các bậc nào? Các bậc đã diễu chi được tứ thánh đế, các bậc tâm đã được thấy, các bậc mà đã được thấy pháp, đã được thấy pháp nhãn, đã được thấy niết bàn, đã được thấy cánh cửa bất tử, như vậy các bậc ấy là ai? Các bậc ấy chỉ cho những người cư sĩ tại gia có đầy đủ giới hạnh, đã đắc tu đầu quần tư đà hàm a la hàm. Các bậc ấy đã để chỉ cho ai? Đã chỉ cho chư đại đức tăng, những người con ưu tú của Đức Phật đã rời bỏ gia đình, đã xuất gia, đã mang y và đã nghe lời dạy của ngài và phát triển sự hiểu biết, đạt được sự an tịnh thân và tâm, đã chứng được tu đầu quần tu đà hàm a la hàm a la hán đạo, đã nhổ sạch vô minh và phiền não, đã tẩy sạch được các lậu hoặc nơi tâm mình. Đó gọi là các bậc ấy trong câu kệ này. Có khi nào chúng ta nghĩ rằng chúng ta càng tu thiền lại càng sai không? Có khi nào chúng ta đặt vấn đề đó không? Đức Phật dạy thiền thì không có sai, nhưng mà chúng ta tu rất dễ sai phải không? Một khi chúng ta chưa hiểu, không hiểu biết được thực tại, chúng ta tu bất cứ cái gì thì chúng ta cũng đang sai, bởi vì chúng ta đang mò mẫm trong vô minh. Như vậy là cái pháp học mà nó học đúng pháp đó, là nó cực kỳ quan trọng. Nó là cái tiền đề để nó báo hiệu cho bạn biết được rằng bạn có bước vào cánh cửa bất tử được hay không. Người ta kiểm tra cái pháp học của bạn, người ta không kiểm tra bằng
cái mà bạn thuộc lòng ở trong kinh điển, thuộc lòng trong kinh điển đã là vô cùng tốt rồi. Nhưng mà cái kiểm tra, người ta kiểm tra bạn trên trên cái hiểu về các cái căn của bạn trong đời sống hàng ngày. Cái pháp học bạn phải chỉ ra được tất cả mọi thứ, mọi pháp là vô ngã. Và cái pháp học đó nó phải gieo cho bạn được cái hạt mầm là tâm của bạn, nó phải cuốn hút vào cái sự nghe và nó phát triển được trí tuệ trong đời sống hàng ngày, xuyên qua cái thực nghiệm. Mà mỗi lần bạn nghe, trí tuệ của bạn lại bừng sáng lên. Mỗi lần bạn nghe lại bừng sáng lên một. Nó lại, mỗi lần bạn nghe nó lại bừng sáng lên, cũng là cái pháp đó. Và nó sẽ bừng sáng lên đến sự tận diệt của nó. Chúng ta giác ngộ không ngoài khoảnh khắc này. Và mỗi lần chúng ta nghe thì cũng là cái pháp đó. Và chúng ta hiểu dần cái pháp đó. Và hiểu đến tột cùng của nó. Thấy được sự vô ngã của nó. Thì đó là sự nghe đúng, pháp học đúng và suy tư đúng thì pháp hành đúng. Như vậy để chúng ta thấy rằng pháp, giữa pháp học và pháp hành và cái sự thực chứng nó cách xa nhau, học đúng đó, nó còn cách xa nhau đến vời vợi. Không bền bỉ nghe pháp, và cái pháp nào càng nghe mà trí tuệ nó càng sâu, càng nghe vô cùng khổ nó càng rõ, càng thấy rõ ra, thì pháp đó, cái người thuyết pháp đó đúng là cái người đó trước sau gì cũng là con của Đức Phật. Và cái người nghe đó đi trên cái con đường đó thì nó cứ cuốn hút vào, nó cuốn như này. Chúng ta biết là pháp mà nó vận hành như vậy thì đó là chúng ta biết là con đường đúng. Còn mà chúng ta thích thực hành một cái điều gì đó để mở mang một cái gì đó là chúng ta đã đi lệch con đường giáo pháp của Đức Phật, và chúng ta đang hủy hoại giáo pháp của Ngài. Nhớ, chúng ta phải luôn luôn nhớ điều đó. Hãy cẩn trọng và đi từng bước một thật là chậm, và lúc nào cũng phải quay về với cái sự bắt đầu. Bắt đầu với khoảnh khắc này. Nếu bạn không có tâm như vậy, bạn sẽ mãi là người mù và không bao giờ đi đúng con đường giáo pháp, mặc dầu bạn dạy thiền này thiền kia. Và chúng ta biết bây giờ có một cái vị đó dạy thiền toàn là dạy ở khách sạn, nhà hàng, và nói rất là xa giáo pháp của Đức Phật, mặc dầu là tiến sĩ ở bên Miến Điện hay là Xin Ca. Và chúng ta biết là giáo pháp của Đức Phật chúng ta phải rất là cẩn trọng, chớ có làm gì vội. Chúng ta hãy nghe pháp một cách thật là cẩn trọng, chúng ta mới là người thực sự cung kính Đức Phật, giáo pháp. Giáo pháp hiểu chứ không hời hợt như chúng ta nghĩ, và vô cùng thâm sâu. Không phải một vài cái từ thiền này thiền kia mà chúng ta chạy theo, rồi chúng ta dán cái mác đó được gọi là người trí. Chớ có nghĩ như vậy, thưa quý vị. Nếu bạn hiểu được chánh niệm và trí tuệ, bạn không bao giờ nói về thiền này thiền kia. Bạn chỉ nói về hiện giờ bạn có hiểu gì không? Bạn có hiểu cái thấy đang sanh hay không? Bạn có hiểu được cái nghe đang sanh này hay không? Nếu bạn hiểu được, bạn sẽ thấy được đâu là khổ đế, đâu là tập đế, đâu là diệt đế. Bạn sẽ hiểu được đâu là căn, đâu là cảnh, đâu là uẩn, đâu là xứ, đâu là giới, đâu là đế. Âm thanh mà bạn chưa được nghe thì cái đó không phải là xứ. Chỉ có âm thanh nào bạn đang nghe thì âm thanh cũng là xứ. Và
dĩ căn lúc đó cũng đang là xứ. Chứ không phải là âm thanh bạn nói về cái người nào đó hay là nói về ai đó được gọi là xứ, không phải. Như vậy pháp này nó gọi là phi phương pháp, mà chỉ có cái gì? Chỉ có cái duyên nghe đúng cái diệu pháp của nó và trí tuệ nó dẫn đi trên cái con đường chung là luôn hiểu, chỉ có hiểu biết về khoảnh khắc này. Và khoảnh khắc này qua đi thì chúng không có mơ mộng và lại tiếp tục một khoảnh khắc, lại tiếp tục. Vì cái gì đã diệt đi rồi, chúng không quay trở lại nữa. Và chỉ có hiện tại, và hiện tại khi nào tâm của chúng ta nó sát sao với hiện tại đó thì chính là lúc mà tứ niệm xứ bắt đầu vận hành, và sự tỉnh thức tự đến, và hôn trầm thủy miên của chúng ta trong đời sống hàng ngày nó tự bào mòn, tự mất đi. Đó là các bậc ấy đó. Cái từ gì? Ta đi xê, ta đi xá là một cái tính từ nam tánh. Câu kệ này chia theo đối cách số nhiều là thế ấy như vậy. Thế ấy như vậy. Nipute, căn của nó là căn hoa. Tiếp đầu ngữ ní, ở đây là niputa đó. Nipati chứ. Nipati. Và ở đây chia theo quá khứ phân từ, động từ nguyên mẫu của nó là nipute. Chia theo quá khứ phân từ nên là nó là nipute. Chia theo nam, nó thuộc về nam tánh, và ở đây chia theo định sở cắt nên là nó thành nipute. Số nhiều là đã được thoát khỏi. Đã được thoát khỏi cái gì? À, những bậc đã được thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu và tà kiến lậu. Những bậc đã thoát khỏi sự sanh tử. Những bậc đã thoát khỏi những cái sự ảo tưởng. Đã thoát khỏi tất cả mọi cái hình tướng giả hợp, lang thang hoại diệt này. Tiếp đầu ngữ lý là khỏi hay là lìa. Căn hoa là thổi. Akuto phá dê, nó gồm là một cái hợp từ á cộng với cú tô cộng với phá giá, là một cái nhóm từ nam tánh. Chia theo đối cách số nhiều là không còn nỗi sợ hãi. Không còn nỗi sợ hãi. Chúng ta nghe diệu pháp đúng, nhưng mà hiểu biết vẫn sanh lên một cách rất tình cờ khi đủ duyên, phải không ạ? Chứ không phải lúc nào chúng ta học rồi hiểu biết nó cũng sanh. Có đôi khi chúng ta học cả năm trời, hiểu biết nó cũng không sanh. Nhưng mà cái nhân của nó, cái nhân nghe của nó đã được bền bỉ. Và một ngày nào đó, trong cái khoảng không gian đó, trí tuệ nó lại sanh khởi. Nó không báo trước cho ai hết. Bởi vì trí tuệ nó cũng vận hành trong bí mật, mà vô minh nó cũng vận hành trong bí mật cả. Akuto phá dê, Kuto cộng phá giá là một nhóm từ năm tánh chia theo đối cách là không còn nỗi sợ hãi nào. Như vậy là người nào còn bất thiện là còn nỗi sợ hãi. Vâng. Trong bất cứ trường hợp nào. Như vậy tâm của bậc A-la-hán đã bất động, ngán còn sợ hãi nữa. Bởi vì có ai đâu để mà sợ hãi. Ngài dứt ra mọi cái ảo tưởng. Người nào còn ảo tưởng
cho rằng có tôi, có cái của tôi thì còn sợ hãi. Người mà dứt ra tất cả mọi ảo tưởng còn sợ hãi nữa. Và Ngài thấy Ngài không có cái gì cả. Không có gì nào của Ngài cả. Để thực thấy, thực biết. Thì đâu có gì để mà sợ hãi. Ngài có mất cái gì đâu mà sợ hãi. Ngài có cái gì đâu để mất mà sợ hãi. Còn phàm phu chúng ta thì mình không có cái gì cả, nhưng mà cứ chấp là có. Phải không? Và chúng ta thì có quá nhiều thứ. Có quá nhiều thứ. Là Ngài không còn nỗi sợ hãi. Tiếp tục ngữ Á là không. Không. Cú tô phá văn là một cái nhóm từ là không sợ hãi từ đâu. Không sợ hãi từ đâu cả. Chúng ta có sợ hãi không? Chúng ta rất sợ hãi. Trẻ thì sợ mình già. Sợ mình bệnh, sợ mình chết, sợ mình không có tiền, sợ mình đói, mình sợ mình khát, sợ mình không có người thương, sợ người ta ghét. Phàm phu thì đủ thứ hết. Nhưng mà những cái đó, chúng là ai, chúng là cái gì, và chúng đã áp chế chúng ta bao nhiêu đời rồi. Và rồi cả đối tượng làm cho chúng ta sợ hãi bây giờ chúng đâu mất rồi, hay là tâm của chúng ta chúng tự dựng lên cái điều sợ hãi đó. Chúng ta sợ hãi những đối tượng thị giác, nhưng mà đối tượng thị giác này là vô tri vô giác. Chúng ta sợ hãi những cái âm thanh hét lên, nhưng mà âm thanh nó cũng vô tri vô giác mà thôi, đúng không? Chúng ta sợ cái thân này nó chết, nhưng mà bản chất của nó là bất tịnh, là đổ vỡ. Khi mà chúng ta có sự hiểu biết thì sợ hãi không đến đâu được nữa cả. Cú tô là một cái trạng từ đâu và từ đâu. Phá giá là một cái danh từ trung tâm, là nỗi sợ hãi, sự sợ hãi. Như vậy phàm phu có muôn ngàn những cái nỗi sợ hãi không tên, mà do cái tư tưởng, do những cái phiền não, ảo tưởng, mà cũng do chấp tôi và của tôi dựng lên mà thôi. Và các ngài cũng nhờ những cái cảnh đó thôi. Và tại sao các ngài không sợ hãi? Vì các ngài biết cái trò lừa đảo. Ngài biết được cái mánh khóe của phiền não. Và ngài đã phát triển được trí tuệ, phát triển được chánh niệm. Ngài diệt trừ cái vô minh. Nên chúng không có áp chế được tâm của ngài, nên là tâm không còn sợ hãi nữa. Hằng ngày thân thể của chúng ta từ sáng đến chiều có vô vàn cái ngũ quẩn sanh lên và diệt, thì nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta còn gì sợ hãi nữa đâu. Chúng ta không đánh nhau với ai, không chửi rủa ai, thì hằng ngày cũng có vô lượng những cái ngũ quẩn
thiện hay bất thiện, hay là vô ký, sanh linh và diệt mà. Nó cũng là từng khoảnh khắc, là từng cái chết. Không lẽ sát la này không phải là một kiếp sống nữa, không phải đợi chờ đến một kiếp, phải không? Nếu không có khoảnh khắc này, làm sao có khoảnh khắc sau được, phải không ạ? Khoảnh khắc này không chết đi, khoảnh khắc sau làm sao mà sanh khởi được? Khoảnh khắc này sanh và diệt thì khoảnh khắc sau làm sao chúng trụ vững được? Làm sao chúng là ai đó được? Và cuộc sống này thật là tẻ nhạt, khi mà chỉ có những cái khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, rồi những cái màu, mùi, vị cứng mềm, nóng lạnh. Chỉ có như vậy mà chúng ta đeo đuổi, hô hào, ảo tưởng, nuôi dưỡng, để tâm chúng ta trở lên hủ bại và rồi bi lụy, bị cuốn theo những cái dòng phiền não, ái dục và vô minh, có đáng hay không? Thật sự chúng không là ai cả, phải không ạ? Chúng ta lấy một người không yêu, mặc dầu họ còn sống, thì chúng ta ôm cái thân của họ có khác gì một cái xác chết đâu. Chỉ khi nào có cái gọi là tham ái giữa hai bên thì chúng ta có cảm tưởng rằng ôi, người đó cũng thương tôi cũng thương người đó. Tất cả chúng chỉ là một khoảnh khắc của suy nghĩ vô cùng ngắn ngủi, không đáng để chúng ta phải nuôi dưỡng và sầu khổ nữa, phải không? Kẻ phàm phu chính vì u mê như vậy nên là sợ hãi có rất là nhiều. Nỗi sợ hãi, sự sợ hãi, sắc ca, sắc cắt, là một tính từ là có thể, sanh khắp tung, căn của nó là căn kha, tiếp động ngữ là sanh, nó là động từ nguyên mẫu, để ước lượng, để đếm. Như vậy thì chúng ta biết là có những cái thì ước lượng được, có những cái thì không ước lượng được. Tâm cũng vậy, tâm tham thì ước lượng được, tâm sân, tâm si thì ước lượng được. Nhưng mà tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, nó đạt đến chỗ vô lượng thì không ước lượng được. Tâm không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi vi tưởng xứ, hay là tâm siêu thế, tâm tịch diệt, niết bàn, không thể ước lượng được. Tiếp động ngữ sanh là cùng hay là hoàn toàn, căn là căn kha, là đếm. Ý măng nó cũng tương ứng với là ý đăng, là đại từ, trung tâm, và chia theo chủ cách cái này, như cái này. Ê tăng, ê tá nó cũng là một cái đại từ trung tâm, chia theo chủ cách là cái này. Ý mết tăng nó gồm có hai từ là ý mâm và ê tăng. Kê ná chí hay là kinh chí đó, là một đại từ nam tánh, ở đây sử dụng cách, chia theo sử dụng cách là với bất cứ ai. Đó là tất cả những cái từ ngữ được trích, được trình bày trong cái bài kệ này. Và Ngài Thích Minh Châu, Ngài dịch với thể kệ là cúng dường bậc như vậy. Tịch tịnh không sợ hãi, công đức
Các công đức như vậy không ai ước lượng được. Không? Rồi bậc như vậy là bậc nào? Ở đây chỉ cho Đức Phật, bậc toàn giác, Đức Phật độc giác, các vị thánh thinh văn giác. Những bậc như vậy thì không thể ước lượng được. Không thể ước lượng được. Mặc dầu chúng ta không biết được Ngài, tâm của Ngài, nhưng mà dầu là vô tình hay là cố ý mà chúng ta cúng dường, may mắn được gặp những bậc như vậy, thì công đức không ước lường được. Không thể ước lường được. Bài kinh gì nói lên cái điều này? Bài kinh Trung Bộ số 142, phải không ạ? Đức Phật đã nói về sự phân biệt cúng dường được không? Phân biệt cúng dường. Bài kinh số 142 nói về sự phân biệt cúng dường. Thì Đức Phật dạy cái cúng dường mà chúng ta biết rồi đó. À, cúng dường đến những cái con vật. Chúng ta ăn những cái đồ ăn thừa thôi. Mà cúng dường đến con vật á, thì một bữa ăn thôi là chúng ta cả trăm kiếp chúng ta tái sanh lại cũng không bị đói. Rồi cúng dường đến kẻ ác giới, rồi kẻ có giới, rồi người chứng đắc, những cái bậc ngoại đạo chứng đắc thiền định, rồi những cái vị chứng đắc thiền định, rồi đến cái vị sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, rồi đến Đức Phật toàn giác, Đức Phật độc giác và chư thánh chúng, chư tăng của Đức Phật, một tập thể tăng đoàn, thì công đức là vô lượng và vô biên. Nếu như một ngày, một đời này chúng ta nghèo khó cỡ nào mà chúng ta có thể thoát được sanh tử luân hồi, chúng ta chắc chắn thoát ra được sanh tử luân hồi, thì cái phước báo nó chỉ có một chút ít ý nghĩa thôi. Nhưng mà không có dễ như vậy đâu. Nên là chúng ta thấy 13 năm mật á, không có 3 năm mật nào là tu thiền định cả, phải không ạ? 13 năm mật là gì? Bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, chân thật. Quyết định. Tâm từ, tâm xả. Do vậy mà chúng ta biết là cái pháp bố thí nó vô cùng quan trọng. Cái pháp bố thí chúng ta chưa có chia sớt được, chưa có làm cái việc phước thí một cách thuần thục được, không có ai niết bàn hết. Và chúng ta để ý tâm của chúng ta, khi chúng ta cho cái gì, cho ai cái gì, chúng ta còn do dự, chúng ta còn đắn đo, chúng ta còn phân biệt người này xấu, kẻ kia tốt, cho ít, cho nhiều. Chúng ta chưa thể nào mà bước vào giáo pháp của Đức Phật một cách tốt đẹp được. Để cho chúng ta thấy được rằng cái phước bố, cái bố thí, cái sự bố thí mà để nó trở thành ba la mật. Tại sao chúng ta đi vào cái con đường giáo pháp của Đức Phật nó khó khăn?
Vì rằng ngay từ cái pháp ban đầu chúng ta tưởng, chúng ta thấy nó đã rất là khó, rất ít người có được một cái tâm thái một cách rộng rãi, bố thí một cách nhẹ nhàng, bố thí một cách gọi là viên mãn trong mọi trường hợp. Để cho chúng ta thấy tâm của chúng ta nó có rất nhiều những cái lực cản của pháp. Và chính vì vậy mà chúng ta một số ít người thôi mới được gặp các bậc chân nhân, được gặp các bậc trí tuệ. Do cái tinh thần bố thí vô úy này nè, chính vì họ bố thí một cách rộng rãi không phân biệt như vậy đó, nên là họ sẽ gặp được rất rất là nhiều các cái bậc chân nhân ở trong đó. Và thế nào họ cũng có thể có ngày họ cúng dường được đến cái bậc tịch tịnh này, bậc không sợ hãi này. Và lúc đó cái công đức, cái phước báo của họ nó mới làm tràn đầy những cái tâm hồn của họ được. Người có phước báu không hẳn là người có nhiều tài sản, nhưng mà người có phước báu thì đa phần là những người có tài sản, nhưng mà những cái tài sản nó rất là cao quý, cái tài sản nó không bị mất, cái tài sản nó bền vững. Còn cái người không có phước báu đó thì nó có tài sản do tham, do bố thí phi thời hay này kia nó có, rồi do cái tâm ganh tị sau đó, rồi nó cũng bị tù tội, bị thiêu đốt, bị đọa đày. Nhưng mà có cái người mà bố thí đúng pháp, bố thí với tâm mà xả ly, bố thí với tâm không keo kiệt, không bỏng xỉn, không có ganh tị, bố thí với cái sự hướng đến xả ly, bố thí hướng đến sự cung kính, bố thí hướng đến sự thương xót, bố thí đến hướng cái sự tâm từ, bố thí để nuôi dưỡng những cái tịnh hạnh cho tâm á, thì cái công đức của họ mà chính nhờ như vậy mà họ rất dễ gần gũi được các bậc thiện nhân, các bậc thánh nhân. Nhờ như vậy mà họ cúng dường được đến các bậc tịnh hạnh như vậy, thì các công đức như vậy không ai ước lường được, không ước lường được. Vậy quý vị là những người có công đức không thể ước lường được. Vì sao vậy? Vì giữa biển đời mênh mông như vậy, nhờ chúng ta đã tạo cái ba la mật, chúng ta mới được vào chánh pháp của Đức Phật chứ. Chứ cái gì nó đem đến đây? Chúng ta không có ba la mật, chúng ta không bao giờ nghe được pháp của Đức Phật được. Chúng ta không thể ngồi đây để mà nghe về tứ thánh đế hay tứ niệm xứ được. Chúng ta thấy, chúng ta biết Phật Pháp và chúng ta tưởng đâu nó đơn giản. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy được đời sống, chúng ta nhìn ra bên ngoài kia, thì chúng ta mới thấy được rằng là chúng ta là những người nằm trong những cái số mà cái bài kinh này nói là công đức. Như vậy không ai ước lường được. Chắc chắn là thời quá khứ chúng ta đã cúng dường được đến chư thánh chúng và chư tăng chúng rồi.
Và cái công đức ở đây không phải là cho chúng ta tài sản nhiều, mà cho chúng ta cái cuộc sống nó an yên, cuộc sống đầy những cái trí tuệ, cuộc sống ở với những người hiền, cuộc sống ở với những người vợ hiền, ở với người chồng hiền, sanh ra những người con ngoan đạo, hiếu hạnh. Và cuộc sống của chúng ta gặp thầy cô bạn lành, học những điều đạo đức, học được những cái chân lý tốt đẹp, giải thoát. Và công đức là sanh ra không phải một đời, và nhiều nhiều ngàn đời, và cho đến viên mãn niết bàn thì thôi. Vì sao vậy? Vì chúng ta cúng dường những bậc như vậy, tâm của chúng ta thấy Ngài tịnh hạnh mát mẻ, nên tâm của chúng ta cứ cung kính. Và chúng ta có giới hạnh được nghe pháp, và tâm thì phát sanh lên những cái thiện trí tuệ đó. Và chính cái này nó tích lũy, nó vừa cho ra sanh vào những cái thế giới an lạc, thế giới tịnh hạnh, gia đình an vui, sanh vào cái thời kỳ, cái quốc độ không có chiến tranh, cái quốc độ không có nghèo đói, cái quốc độ không có dịch bệnh tai họa. Và sanh ra các cái căn thì đầy đủ, sáng rực. Chứ là cứ có tài sản là phước báo, không phải như vậy. Có nhiều người có rất nhiều tài sản, nhưng mà tài sản nhiều, họa nó đến cũng nhiều. Đó không phải là người có nhiều công đức phước báo. Người có nhiều công đức phước báo là sanh ra có trí tuệ, có đức hạnh, cha mẹ cũng đức hạnh, trí tuệ, lớn lên đi làm ăn ở đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, có bạn đồng hành, khi mà lấy vợ thì có phu thê đều tốt đẹp, con cái đều tốt đẹp, đều là những người đức hạnh cả. Và những cái tài sản mình làm ra một cách chân chánh, mà không bao giờ nó vơi đi, lúc nào nó cũng đầy đủ ổn định, không có thiếu hụt, tâm thái lúc nào nó cũng an nhiên, định tĩnh mát mẻ, thiện tâm sanh lên. Hằng ngày trong cuộc sống ít phiền não, ít lo toan. Thì cúng dường những cái bậc đức hạnh như vậy, cái phước là như vậy đó, là cái các công đức như vậy không ai ước lường được, không ai ước lường được. Và tất cả các vị thánh nhân ở trên đời này, trước kia các ngài cũng đã từng là phàm phu, phải không ạ? Và ngài thấy ra những cái lỗi lầm, những cái khiếm khuyết, những cái sự đau khổ của phiền não, của sanh tử luân hồi. Và ngài biết rằng những cái pháp thiện này, nó sẽ là nhân, nó sẽ là duyên. Nếu được bồi bổ, được tích lũy, thì nó sẽ cho ra quả lành. Và nó sẽ chấm dứt tất cả những cái lậu hoặc phiền não. Nếu mà nó không có tác dụng như vậy, thì chả ai tinh tấn, chả ai bồi bổ chúng làm chi cả, phải không? Như vậy thì phúc thay cho chúng ta là chúng ta đang sống ở thời kỳ này, nhưng mà vẫn còn chánh pháp của Đức Phật, vẫn còn chưa tăng tu tập.
con đường để chúng ta phát triển hiểu biết để ra khỏi sanh tử luân hồi. Và trong chư tăng hay là cư sĩ bây giờ vẫn còn các bậc thánh chúng, còn chánh pháp là còn bậc thánh à. Còn người nghe pháp là còn thánh nhân à. Còn chánh pháp, còn người thuyết pháp, còn người giảng pháp, còn người nghe, thì con của Phật vẫn còn rất nhiều bậc thánh cho đến ngày giáo pháp không còn nữa thì thôi. Và chúng ta đừng có nghĩ rằng bậc thánh là một cái gì đó nó quá cao siêu, quá xa vời đối với chúng ta. Đó là một sai lầm. Chỉ cần đổi chánh kiến thành tà kiến, à quên, đổi tà kiến thành chánh kiến, vậy thôi. Chỉ hiểu đúng về pháp là đã trở thành, là nhân để trở thành bậc thánh rồi. Nghĩ rằng một bậc thánh là một cái gì đó rất là gớm ghê thì không phải, thưa quý vị. Quả thật là cái con đường tích lũy để trở thành bậc thánh là cả một cái quá trình dài và chúng ta cần phải vận tập. Nhưng mà trở thành một bậc thánh thì cũng không có gì ngoài những cái pháp mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta cả. Chỉ hiểu tham, chỉ là tham thôi, không phải là thấy, không phải là nghe, không phải là sân, không phải là si. Tham nó sanh lên do duyên của nó và rồi nó cũng diệt đi. Nó không phải là tôi, là của tôi. Và cũng không ai làm cho tham sanh khởi. Không có người nào làm cho tham sanh khởi, và mình cũng không làm cho tham sanh khởi. Tất cả chúng đều do duyên mà thôi. Đó nè. Để tham nó do duyên, có cảnh sắc, con mắt, đối tượng thị giác, hay cái này xúc, do xúc mà có gì, có thọ, do thọ có ái. Chỉ có ái là có tham mà. Về tham ở đâu? Về tham không ở trong cuốn sách, mà ở ngay trong đời sống hàng ngày. Khi chúng ta nhìn thấy cái gì đó, hay nghe cái gì đó, ngửi cái gì đó, nếm cái gì đó, nhưng mà chúng ta phải biết được là ô, hóa ra tham chỉ là tham một chút tứ đại, một chút màu, một cái mùi, một cái vị rất là ngắn ngủi, chứ không phải nó tham cái gì đó. Rồi trí tuệ cũng hiểu, cũng hiểu ra những cái pháp này thôi. Chứ quý vị có thấy cái gì thêm nữa không? Quý vị, nếu mà quý vị thấy gì thêm nữa thì không sao mà giác ngộ được ha. Nhưng mà thấy Đức Phật thấy chỉ có hai pháp thôi à. Một pháp vô tri, tức là pháp không kinh nghiệm cái gì cả, và một pháp được kinh nghiệm. Nhưng mà khi chúng ta thấy thì chúng ta quên mất cái thấy và chỉ chằm chằm vào cái đối tượng thôi. Do đó mà chúng ta đâu có hiểu được, đâu có chánh niệm, phải không? Vậy chúng ta ngồi thiền để có chánh niệm ư? Chả ai ngồi thiền mà có chánh niệm cả. Chỉ khi nào có trí tuệ bạn mới biết cách để ngồi thiền. Như vậy là trí tuệ nó tạo ra thiền, chứ không phải là ngồi ở đó mà nó tạo ra trí tuệ, tạo ra thiền được. Và trí tuệ nó hiểu ra pháp, chứ không thể cái pháp, không thể cái định nào, không có cái ngồi nào mà nó phát triển được trí tuệ cả. Vậy trí tuệ nó có ba, tức là pháp học này, pháp hành này, tức là suy tư, văn tuệ, tư tuệ, và đến tu tuệ. Tu tuệ là gì? Tu tuệ không phải là chúng ta ngồi ở đó để thực hành một cái gì đó. Tu tuệ tức là sự suy tư chín chắn, rồi thì cái chánh niệm tỉnh giác nó đủ lớn, nó xuyên thấu vào bản chất cái pháp đó trong đời sống hàng ngày. Bạn không đủ cái sự suy tư đó, bạn có ngồi ở đó hàng triệu năm nữa, bạn cũng chẳng bao giờ mà có thể giác ngộ được. Và bạn thấy đó, những người mà
họ nói đủ mọi thứ, nhưng mà hỏi khoảnh khắc này họ biết cái gì? Họ cử rồi, họ cãi rồi. Một người như vậy làm sao mà lại đi dạy pháp được thưa quý vị, lại đi dạy thiền, thật là lố bịch, không được đâu. Chúng ta học đúng, nghe đúng thì chúng ta mới có tư duy đúng được. Chúng ta biết Đức Phật trong chánh đạo thì chứ mà chánh định nó đi đâu? Chánh định nó chỉ cho cái bậc mà đã vào, đã đắc tu đồ huần, tu đà hàm. Còn chánh kiến mà chúng ta chưa phát thì làm sao mà hàng ngày các pháp nó sinh ra, chúng ta không biết gì về chúng cả, chúng ta cũng chẳng được nghe gì về chúng, làm sao chúng ta có cái tư cách nào để mà chúng ta hành